Hello cả nhà hello, welcome back Nhung Phan Cuộc Sống Mỹ. Cảm ơn quý vị ủng hộ Nhung Phan Cuộc Sống Mỹ một lần nữa. Để em dọn một vòng Costco hôm nay có những cái gì mà mới về nha. Đây là những cái dàn chanh, chanh cam, chanh vỏ xanh và vỏ vàng có đầy đủ. Giá cả của Costco thì quý vị biết rồi, rất là nhẹ nhàng. Những cây đang có trái, đang có bông luôn nè. Rất là tuyệt vời và là nhiều nữa. Thì nếu mà ai có thích trồng chanh đó, với cam quýt có bông hết rồi đó quý vị, thì vô đây mình lấy một chậu đi, cái này mới về hôm nay luôn đó bà con nha. Nhanh tay thì còn nha bà con. Theo em biết thì Costco về tất cả những loại series này nó về là hết liền, mỗi một chậu 29 đồng 99. Nếu mà so với thị trường thì em thấy nó rẻ đó, tại những loại này người ta ghép mà trồng nó rất là mau lớn và sai trái. Cái loại này thì bà con thích trồng và trồng một vài cây ăn là có chanh ăn rồi. Chậu 30 ga lông là đủ sức nó có trái cho mình ăn quanh năm á. Thì nếu bà con nào thích trồng trọt đầu mùa xuân này thì chạy vô lấy 2 cây đi. Có loại bưởi ruột đỏ nữa nha. Loại này thì chắc em nghĩ nó không được ngọt, thành thử mình thấy nó cũng bán cũng chậm. Đây nè, có bông có trái luôn rồi nè, thấy đều đậu trái luôn rồi. Thì cái này vừa trồng xuống là có chanh ăn liền, cái này nó mới thú vị là chỗ đó. 29 đồng Citrus Tree nha, đó là họ cam quýt đó, Citrus Tree đó. 30 đồng một chậu thì em không nghĩ đâu có giá này đâu, bà con nhanh tay lên. Cộng thêm những lọ bông hồng rất là đẹp mà người ta làm sẵn trong một cái chậu rồi, có cúc hồng bông này ra. Đúng rồi, 26 đồng Living Banquet là cái chậu mà để trưng Tết của mình đây. Bữa nay hàng về khác mỗi bữa nữa nha quý vị, thành thử không bữa nào giống bữa nào nha. Nếu mà thật sự để mình trưng Tết đó, em thấy chậu này trưng là đẹp rồi. Rồi sau khi đó mình có thể chơi bonsai được. Chứ bây giờ kinh tế eo hẹp thì mình sắm vài chậu này thôi, khỏi phải mua cây mai mấy trăm bạc, cả ngàn bạc chơi rồi về trồng nhiều khi nó không có được mỹ mãn. Ví dụ như cái này chậu cúc 11 hay là 16 đồng mình chơi 3 ngày Tết xong rồi mình có thể liền được. Rồi đó là lý do mà mình chơi hoa Tết trong dịp kinh tế chưa có gì gọi là sáng sủa đó của năm 24. Thì 21 đồng 99 Golden Ceramic là cái chậu sành đó nha quý vị. Giá này ok lắm rồi. Em nghĩ là mình thích thì mình vô mình lấy một chậu đi, nó có nhiều loại đẹp khác nhau. Mỗi một chậu hình như 3 đến 4 loại chứ không phải 1 loại đâu. Thì em thấy đắt lắm, Costco về là hết, về là hết. Thường thường mấy cây Citrus hồi nãy cũng vậy, cây bưởi, cây cam, cây quýt nó về là hết à. Này bonsai nè, cũng trong chậu sành luôn nha. Hình như chậu này là từng rồi còn lại nè. Cái mới về là cái hồi nãy. Đúng rồi, những cây bonsai nhỏ này nè. Ok, thì cái clip ngắn gọn. Tulip nha, có thêm tulip nữa nè. Oh my goodness. Tulip trong chậu luôn, rất là sung, có hoa luôn, sắp có hoa luôn nè. Wow, người ta chơi riết là người ta chơi tulip trồng trong chậu luôn. Tulip thì quý vị biết rồi, rất là đẹp, kiêu sa lắm đó nha. Thì Costco giờ người ta cũng theo dõi cái thị trường Á Đông ở đây, người Việt rất là đông thì họ đánh tâm lý đó, chung chung để cho người Việt mình có thể trưng 3 ngày Tết nguyên đáng của mình. Ok, em xin tổng chào, hẹn lại clip kế tiếp. Nhanh lên bà con ơi, bye bye.